Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với chương trình 365 ngày phúc ngày hôm nay. Ngày của tôi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một nhân vật đẹp, năng động cá tính là cách nhận biết với tác giả Tâm Phan. Hiện nay thì đang sống và làm việc tại Geneva, Thụy Sĩ, người sẽ xuất hiện trong ngày của tôi ngày hôm nay. Ngoài công việc chính là một chuyên viên tổ chức hội nghị quốc tế thì Tâm Phan đã tham gia viết về rất nhiều như chủ đề về tình yêu, hôn nhân hay là gia đình, giáo dục giới tính. Gần đây thì năm 2012 thì Tâm Phan cũng cho xuất bản hai cuốn sách cũng bán rất chạy, đó là Hồi ký Tâm Phan và Lần đầu là mẹ. Những cuốn sách này là những cuốn sách đã chia sẻ những yêu thương gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới độc giả và những cái câu chuyện mà chính Tâm Phan, cuộc đời của cô, đặc biệt là cách dạy dỗ con trẻ. Quan điểm cùng với lối suy nghĩ mạnh mẽ, quyết liệt của tác giả Tâm Phan cũng đã tiếp thêm cảm hứng sống cho rất nhiều độc giả. Và Phương Hiền cũng là một trong những độc giả nữ cũng rất yêu mến những cuốn sách của Tâm Phan. Vừa qua thì có một cuốn sách với quan điểm mà theo dư luận thì là khá nhạy cảm, nhưng lại là vấn đề rất nhiều người quan tâm, nhưng họ không dám chia sẻ. Và ngày hôm nay thì ngày của tôi đã mời được Tâm Phan chia sẻ về những quan điểm về cuốn sách thứ ba của mình, Sách và những thứ khác. Còn bây giờ thì hãy để Tâm Phan nói về cuốn sách của mình. Xin chào Tâm Phan ạ. Xin chào các khán giả của VOV Giao thông Quốc gia. Tâm Phan thân mến, nghe giọng của bạn hình như là có vẻ là bạn đang bị ốm thì phải. Đúng rồi, mấy ngày hôm vừa rồi mình có hai cuộc giao lưu với bạn đọc ở Hà Nội và Sài Gòn trong buổi lễ ra mắt cuốn Sách và những thứ khác. Không khí thời tiết của hai miền đã làm cho Tâm Phan bị một cái trận cảm cúm của Việt Nam này rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vừa qua thì Phương Hiền cũng được biết là sau cái cuốn Hồi ký Tâm Phan và một cái cuốn Lần đầu làm mẹ của bạn, thì bạn đã vừa ra cuốn sách thứ ba, một cái cuốn sách cũng gây được cái sự tò mò và chú ý của rất nhiều độc giả cũng như những người bạn cùng giới, đó là Sách và những thứ khác. Việt Nam thì sách vẫn còn là một cái điều gì đó rất là tế nhị và khó nói. Mặc dù sách thì luôn luôn là hiện hữu hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Bạn có thể chia sẻ một chút về cuốn sách của mình không ạ? Cảm ơn Phương Hiền. Đúng là ở Việt Nam thì chưa bao giờ có một cuốn sách về giáo dục giới tính và mạnh dạn đưa ra những vấn đề hiện tại ở xã hội của Việt Nam chúng ta, như là tệ nạn phá thai ở trong giới trẻ vị thành niên từ 11 cho đến 19 tuổi. Là những người lớn chúng ta không thể làm ngơ được trong cái việc con em chúng ta đang đi lệch hướng và họ mất phương hướng, họ không biết là phải làm gì. Đối với sách là những cái điều rất là bình thường. Những con trẻ thì họ rất tò mò về sách và đó là cái điều tự nhiên thôi. Trách nhiệm của người lớn là hướng dẫn con em mình đi đúng hướng và giáo dục giới tính cho các em về an toàn tình dục. Thế nào là yêu, thế nào là tình bạn, thế nào là tình yêu, thế nào là tình dục. Thì cái cuốn sách của mình đề cập đến tất cả những vấn đề như vậy. Ngoài ra thì nó cũng đề cập đến những vấn đề như là sách ở mọi khía cạnh, sách trước hôn nhân, sách trong hôn nhân và sách sau hôn nhân. Những thứ khác ở đây thì có bao gồm là định hướng về nghề nghiệp. Như vừa rồi Tâm chia sẻ thì đôi khi rằng là cái sự áp đặt, những cái sự cái cách giáo dục gần đây của rất nhiều những cha mẹ áp đặt cho các con và làm cho các con ở một cái thế thụ động, cũng như trong chuyện sách cũng vậy, họ giữ kín với các con, họ không chia sẻ, và đó chính là cái điều mà Tâm muốn mang đến qua cuốn sách này. Chính xác. Chúng ta không thể giáo dục giới tính bằng với các bạn trẻ hiện nay, không thể nói với các bạn ấy rằng cha mẹ sinh con ra từ nách. Mà chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề. Chính vì vậy mà ở Việt Nam từ trước đến nay chưa bao giờ có một cuốn sách nào mà được phép xuất bản với tựa đề sách. Nhưng cục xuất bản Việt Nam đã rất là tiến bộ trong cái vấn đề này, và họ ý thức được rằng là đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận vấn đề. Và lần đầu tiên ở Việt Nam là cuốn sách có tựa đề sách là được xuất bản. Đấy cũng là một cái sự tiến bộ để nâng cao cái ý thức của tất cả người dân về cái việc là giáo dục con em chúng ta nhìn nhận thẳng vào vấn đề rằng là sex là những cái điều bình thường, những cái điều tự nhiên, nhưng chúng ta phải biết bảo vệ mình, bảo vệ sức khỏe của mình. Bởi vì bây giờ đối với các bạn trẻ, những cái bạn mới vào đời vẫn còn non nớt, làm sao các bạn có thể biết được những cái điều đấy. Đối với các bạn có nghĩa là yêu là sex hoặc là sex là yêu rồi, nhưng mà rõ ràng là nó không phải như vậy. Mỗi cái nó có một cái định nghĩa khác nhau.
tình yêu, tình bạn, tình dục nó khác nhau, đó là ba khái niệm khác nhau. Phương Hiền thì nghĩ rằng là như thế này, ở trong cái cuốn sách Hồi ký Tâm Phàn ấy thì có những cái chương cũng như có những cái đoạn mà Tâm Phàn thể hiện cái cách chia sẻ của mình một cách rất là thẳng thắn, cũng như là bạn không hề câu nệ với những cái mối quan hệ như bạn vừa nói là tình yêu này, hay là sex trong tình yêu nó khác và tình bạn nó khác, cũng như rằng là cái quan niệm của bạn về bình đẳng giới trong cái sách đó nữa. Và ở cái cuốn sách mà bạn đã vừa cho ra sách và những thứ khác, bạn có thẳng thắn như vậy không, hay còn thẳng thắn hơn như thế ạ? Thực ra thì những bài viết nguyên bản của mình thẳng thắn còn hơn thế. Tuy nhiên là cũng đã được edit rồi. Đúng rồi, qua biên tập và để xin giấy phép xuất bản thì đã bị cắt bỏ rất là nhiều. Cái nội dung truyền đạt mình cần truyền đạt thì nó vẫn giữ nguyên như vậy. Và mình đã nhận được phản hồi rất là tốt từ nhiều bạn đọc, những người mà đã đọc cuốn sách rồi. Và các bạn nói rằng là trước kia thì đối với em mọi thứ nó rất là mơ hồ, về cuộc sống, về tình yêu, về hôn nhân, rồi là bởi vì trong cuốn sách của mình có cả nói về những vấn đề là sau hôn nhân, rồi ly dị, cuộc sống của người mẹ đơn thân, cuộc sống của người làm cha đơn thân, tất cả những thứ mà có thể xảy ra trong cuộc sống này về muôn màu muôn vẻ, thì bạn ấy, các bạn trẻ đọc xong và họ thấy rằng là nó ít nhất là nó cũng cho các bạn một hình ảnh, một cái bức tranh toàn cảnh về cuộc sống trước mắt. Phương Hiền cũng nghĩ rằng là những cái mảnh ghép cũng như là những cái câu chuyện trong cuộc sống đó chính là những cái người xung quanh bạn, có thể là những cái kinh nghiệm sống của bạn nữa mà bạn cũng muốn chia sẻ với mọi người. Phương Hiền muốn hỏi một chút là như thế này, Phương Hiền cũng đã đọc qua Hồi ký Tâm Phàn, đọc qua Lần đầu làm mẹ rồi, rất tiếc rằng là chưa kịp cầm được cuốn sách Sách và những thứ khác trong tay, nhưng mà trong đầu tôi thì luôn luôn tôi có thể nói rằng là cũng chia sẻ một cái cảm xúc là khi mà đọc cái Hồi ký Tâm Phàn, được Tâm Phàn tặng vào năm 2012, thì thực sự nó đánh thức một cái gì đó trong cái cuộc sống của tôi. Đối với tôi thì trong mắt, trong ý nghĩ của tôi thì tôi nghĩ rằng là bạn là một cái người rất là thẳng thắn, một người phụ nữ hiện đại. Người phụ nữ hiện đại thì luôn luôn nói về cái đẹp và sự ý thức về nhan sắc, trí thông minh, và đặc biệt là những cái điều mà quyết định cho cái cuộc sống cũng như là cái hạnh phúc của họ. Bạn nghĩ sao về điều này ạ? Quan điểm của bạn, tôi muốn bạn hôm nay chia sẻ với những thính giả của 365 Ngày Hạnh Phúc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Theo mình nghĩ thì bản thân mình không phải là tự dưng mà hiện đại. Hoặc là cũng có thể là ý cái hiện đại là những người khác là đặt cho mình vậy thôi. Nhưng bản thân mình là một người rất truyền thống, là một người con gái rất truyền thống, sinh ra lớn lên. Mình rất là ngoan, không biết chửi bậy bao giờ, ai bảo gì cũng nghe và cúi đầu vâng dạ. Mình đã làm như vậy, mình đã thử như vậy và làm theo ý muốn của mọi người. Bởi vì lúc đó mình nghĩ rằng là mình nghe mọi người có nghĩa là mình làm cho mọi người hạnh phúc, nghe lời cha mẹ làm cha mẹ hạnh phúc, nghe lời người yêu có nghĩa là làm cho người yêu hạnh phúc. Mình dù là mình làm tất cả những điều đó, mình đã nhận thấy rằng là bản thân mình, tất cả mọi người đều hạnh phúc, nhưng bản thân mình không hạnh phúc. Điều đó không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì là mình sống trong đời, cái hạnh phúc là cái đích mà ai cũng muốn hướng tới. Nhưng mà bản thân mình, khi mà bản thân mình không có hạnh phúc thì mọi thứ không có ý nghĩa gì nữa. Vậy thì mình ở đúc rút ra một câu nói rằng là muốn làm cho người khác hạnh phúc, mình phải làm cho bản thân mình hạnh phúc trước. Đó không phải là điều ích kỷ. Mà khi mà mình hạnh phúc được thì mình sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ được, và mình sẽ cảm thấy yêu đời và làm cho tất cả những người xung quanh mình hạnh phúc. Đúng là chỉ có với cá tính của Tâm Phàn, với cách chia sẻ của bạn mới có thể chia sẻ những cái điều như vậy. Một cái thông điệp rất ngắn thôi, Phương Hiền muốn bạn chia sẻ Sách và những thứ khác. Nếu được rút ngắn, bạn sẽ nói với những bạn trẻ, không chỉ là những bạn trẻ, những độc giả, những người yêu mến bạn, bạn sẽ chia sẻ điều gì? Cái ngày hôm nay thì mình nghĩ là mình không có nhiều thời gian để mình truyền tải được hết những cái ý của mình. Nhưng mà tất cả những cái suy nghĩ chăn trở của mình đều là nằm trong cái cuốn Sách và những thứ khác. Và một cái tin vui, tin rất vui mình vừa mới nhận tối hôm qua là cuốn sách được in 2.000 bản, vừa mới xuất bản xong. Thì sách hiện nay bây giờ đang chuyển vào trong Sài Gòn, nhưng mà chưa tới Sài Gòn, thì ở Hà Nội đã
đã cháy chợ rồi. Và không còn cuốn hàng nữa đúng không ạ? Sách đã hết sạch hàng. Và bây giờ ngày hôm nay là bên nhà sách Đinh Tị đã cho in tái bản luôn cuốn sách và những thư khác của Tâm Phan. Đây cũng là một cái điều rất là, mình rất là vui vì nghĩ là nhận được cái sự cổ vũ nhiệt tình của các độc giả ở Việt Nam. Xin được chúc mừng Tâm Phan với một cái tin vui rất là vui. Đúng là sách và những thứ khác chắc chắn do nhà xuất bản Đinh Tị Book phát hành cũng sẽ mang đến một cái thể có thể nói là một thổi một cái làn gió mới, một cái có thể nói là một cái điều rất bình dị nhưng lại rất tế nhị mà ở Việt Nam chúng ta rất nhiều người không dám và chưa dám chia sẻ, nhưng bạn cũng đã mang lại cho độc giả trong và ngoài nước, những người yêu mến bạn sau những cuốn sách như Hồi Ký Tâm Phan hay là Lần Đầu Làm Mẹ Của Bạn. Đó là về cuốn sách. Một chút về cuộc sống riêng của bạn hiện nay, bạn có thể chia sẻ một chút về cuộc sống của mình không ạ? Hiện tại thì mình là một người mẹ. Mình sống ở Geneva, Thụy Sĩ. Mình sống ở Thụy Sĩ được 5 năm rồi. Nhưng mà cứ khoảng hầu như năm nào cứ đến Tết là mình lại về Việt Nam để thăm nhà và ăn Tết, mà mang con về để con gái mình hiểu được cái nền văn hóa Việt Nam. Chồng bạn là trong cái cuốn sách của cái Tâm Phan thì Phương Hiền được biết là chồng bạn là người nước ngoài. Không biết là bây giờ anh ấy còn lãng mạn sau một cái thời gian có một em bé như vậy rồi, anh còn lãng mạn như ngày mà anh còn yêu Tâm Phan không ạ? Tình yêu thì nó là vĩnh cửu chứ. Không, mình nói đùa thôi, không có cái gì là mãi mãi cả. Anh vẫn dễ thương như vậy đúng không ạ? Anh ấy luôn luôn dễ thương. Còn tình yêu của anh ấy đối với mình thì có lẽ Hiền phải hỏi anh ấy. Chắc chắn là sẽ có một dịp nào đó thì Phương Hiền cũng sẽ hỏi người rất là may mắn, có thể nói rằng là người rất là may mắn đã giành được Tâm Phan. Nếu như những thính giả, những đang lắng nghe chương trình 365 Hạnh Phúc hôm nay, các bạn đã từng đọc Hồi Ký Tâm Phan thì chắc chắn cũng sẽ hiểu được những cái chia sẻ mà vừa rồi Phương Hiền cũng như là Tâm Phan đã vừa chia sẻ về người đàn ông của cô ấy. Sắp tới thì Tâm Phan có những cái dự định gì cho cái công việc viết lách của bạn không? Hay là cũng như công việc riêng? Tới thì thực ra thì mình có nhiều dự định viết sách ở Việt Nam. Đối với mình thì sách là một cái thú vui, và mình nhất là khi nhận được những cái sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn đọc, mình rất vui. Mình cảm thấy như mình đóng góp được một cái phần kinh nghiệm của mình mà mình đã trải qua cho các bạn trẻ ở Việt Nam. Mình dự kiến là sẽ ra cuốn Cai Sữa Và Ăn Dặm cùng trong cái series Nuôi Dạy Con với cuốn đầu tiên là Lần Đầu Làm Mẹ đó. Cuốn sách thứ hai là Bí Kíp Phòng The. Bí Kíp Phòng The là dành cho các chị em vì những cái mẹo để nâng cao đời sống tình dục ở trong phòng ngủ giữa vợ với chồng, làm sao để cho vợ sướng, chồng cũng sướng, và khi mà cả hai cùng thích sách cái đời sống tình dục của cả hai vợ chồng đều tốt thì đó là cái mấu chốt để giữ một hôn nhân bền vững. Cái điều đó rất là quan trọng. Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ, là phải ý thức được rằng là sex là một cái điều rất là tuyệt vời, và nó làm cho tình yêu thêm thăng hoa, hôn nhân thăng hoa, giữ gìn được, đấy là cái điều giữ gìn được hôn nhân nữa. Thì đấy cũng là vừa tốt cho cả vợ, mà tốt cho cả chồng, và tốt cho cả cái cuộc sống hôn nhân đó đúng không ạ? Đúng, chính xác thôi. Vâng. Chắc chắn rằng là những độc giả, những người yêu mến bạn cũng sẽ mong chờ hai cuốn sách này. Phương Hiền cũng chúc cho cái dự định của bạn cũng sẽ sớm được thực hiện tại Việt Nam, và rất là mong là lần sau khi bạn quay trở về từ Thụy Sĩ trở về với hai cuốn sách của mình thì bạn cũng sẽ lại dành cho những thính giả của kênh VOV Giao thông Quốc gia những cuộc trao đổi như vậy. Tâm nhá. Dạ, cảm ơn Phương Hiền. Xin cảm ơn các thính giả của VOV Giao thông Quốc gia, và xin cảm ơn sự nhiệt tình cổ vũ của các bạn đọc trên toàn quốc cho những cuốn sách của Tâm Phan. Cảm ơn Tâm Phan rất là nhiều, và mong rằng những dự định của bạn cũng sẽ trở thành hiện thực, và chúc cho cuộc sống của bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc như những gì mà chúng tôi đã biết trong Hồi Ký Tâm Phan nhé.